Thưa quý vị, hôm nay theo lời của Quốc Thịnh, một cái khán giả của Kinh Ký Sự Miền Tây có giới thiệu một món bún mắm mặn ở ngay từ cầu số 1 á, của ngay Gạch Giá đi qua khoảng 1 km thì chúng ta sẽ vô bún mắm. Hôm nay Lâm sẽ đi thưởng thức bún mắm nha quý vị. Đây là quang cảnh của ở cầu số 1 này quý vị. Đây là bến đò cầu số 1. Lâm sẽ đi quay cái quang cảnh ở khu vực này, đồng thời đi xuống ngay chỗ bún mắm mặn để mà thưởng thức như thế nào nha quý vị. Xin mời quý vị. Ở đây là một trong những cái khu vực mà có những cái chỗ đóng tàu nè quý vị, tàu biển. Vừa đóng tàu và vừa sửa chữa luôn. Chúng ta đang đi qua cầu số 1 nè quý vị. Chú, cái này ngày xưa gọi là bến có cái tên gì đặc biệt không hay là chỉ là cầu số 1 thôi? Bến đò Dầm Chư. Bến đò Dầm Chư hả? Rồi, con cảm ơn chú. Con đang đi quay vòng vòng đây. Đây là bến đò Kinh Dầm Chư nè quý vị. Sau đây mình sẽ đi thẳng vào quán bún năm mặn luôn nha quý vị. Bạn chú. Rồi, con cảm ơn. Bạn năm mặn. Dạ, sau đây là sẽ chạy qua cái cầu quý vị, thì sẽ quẹo bên tay trái, chạy thẳng xuống. Mời quý vị cùng tham quan cái đường này luôn nha quý vị. Thì ngay vừa cầu qua bến phà Bầm Chư, thì qua cái cầu sắt quẹo bên tay trái đi khoảng gần 1 km thì sẽ xuống ngay bún mắm của chú Năm Mặn. Địa điểm nó hơi kéo một chút, nhưng mà quán nào ngon hay là quán nào được thì quý vị cứ giới thiệu ở dưới, có dịp là làm sẽ cố gắng đi vừa thưởng thức và cũng vừa giới thiệu với bà con của mình ở những cái nơi xa khi mà muốn về Gạch Giá mình muốn ăn những cái món ăn ngon và những cái món ăn mà dân dã. Chú Năm Mặn.
nào với cô? Tới chưa? Đó quẹo vô đó hả cô? Qua Nam Mẵn đó. À Nam Mẵn. Rồi rồi, con cảm ơn. Ủa con, ngay ngay cái cầu này gọi là cầu gì cô nhỉ? Cầu đập đá. Cầu đập đá hả? Đò nhà. À dạ. Đây là qua cầu đập đá sẽ tới bốn mắm của chú Nam Mẵn quý vị. Dạ con cảm ơn cô. À, sau khi mà qua cầu đập đá thì chúng ta sẽ tới ngay cái tiệm bún mắm của chú Nam Mẵn nè quý vị. Đây đây, đây là bún mắm của chú Nam Mẵn. Ở chú là chú Nam Mẵn hả? À, chú cho con phỏng vấn nhỏ chút nha, không có đang đi ăn quên. À, đây là chú Nam Mẵn. Chú ơi, mình bán bún mắm này lâu chưa? Bán cũng lâu rồi. Dạ tại vì con được giới thiệu là một quán bún mắm của mình ngon lắm, bữa nay con vô đây con quay cái clip nhỏ rồi con dạ dạ ngày xưa giờ là bán bún mắm luôn hả chú? Bún riêu, bún riêu. Bún riêu chứ không phải là bún mắm. Dạ nhưng mà có mùi mắm không? Không không luôn hả? Rồi bữa nay con vô con thưởng thức cái. Rồi con cảm ơn chú. À, xin lỗi quý vị, đây là bún riêu chứ không phải là bún mắm. Đây là bún riêu ở nhà của chú Nam Mẵn nè quý vị. Không tiền thì đi cho mượn tiền đi đi. Ủa chị là con của chú hả chị? Dạ. Chị ơi, mấy cái nguyên liệu là gồm gì gì chị? Thịt đùi. Thịt đùi hả? Thịt đùi lúc mà mình luộc trong cái nồi bún á. À dạ. Với lại cá chả chiên. À. Còn cái bún, cái mắm kia là mình mua. Mắm tốt mình mua ngoài chợ về mình xào. À mình tự xào lại hả chị? Hả? Cái gì con đi ra ngoài đi. Mẹ đang bán sao ảnh được. Đây là có miếng thịt ở trong này nè quý vị. Đây. Nước bún. Sắp hết. Sắp hết rồi quý vị. Ê chị ơi cho em một tô bún mắm. Ủa bún riêu. Ủa vậy là bán xong rồi đó hả chị? À dạ. Vậy là em lại trễ lắm hả? Vậy là khoảng thường bán tới 8 giờ hả chị? À 8 giờ là xong hả? Vậy là buổi sáng khoảng mấy giờ mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Nóng không phải 1 giờ mấy nhưng mà lúc bán thì khoảng 6 giờ là tới 8 giờ. À dạ. Để chú quay cho nè con. Tại Lâm đi sắp 8 giờ nên chuẩn bị đóng cửa luôn rồi quý vị ơi. Hello con gái. Ủa cô, cái kinh này gọi là kinh gì vậy cô nhỉ? Kinh này kinh kinh dầm chư. Kinh dầm chư. Còn cái đường cắt ngang này gọi là cái gì cô? Cái kinh cắt ngang này nè. Ngang này vô dây rồi hả? Dạ. Đập đá. À kinh đập đá. Nhà của chú Nam Mẵn là ngay vừa kinh đập đá với kinh bầm chư cắt ngang qua cầu đập đá là sẽ tới đó quý vị. À đây là tô bún mắm nè quý vị. Ủa tô bún riêu. À, xin lỗi quý vị, nãy giờ cứ lộn hoài. Đây là có chanh. Thịt này là thịt đùi đó quý vị.
À, mời quý vị cùng thưởng thức với Lâm nhé. Câu quyết nó nhìn dữ. Sửa quạt gió, sửa bếp ga, sửa nồi cơm điện, hai ổ khóa tủ. Có cá chả nữa quý vị. Đây là cá, đây là có gà muống đồng nè quý vị. Ăn nữa à. Bé. Bé. Cái này phải thêm một chút mắm ruốc vô mới ngon. Chú ăn là cái cuối cùng rồi đó con. Do là thịt đùi nên rất là ăn không nó ngán quý vị, tại làm ăn không ăn được mỡ. À, chú tên Lâm không có coi coi kinh cái sự miền Tây có cái mặt của chú mới đúng. Thank you.
cái này quý vị phải dắt thêm một ít chanh để còn ngon. Dạ. Dạ không, 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 con nói là phải dắt chanh vô mới ngon. Không, cái nước vừa ăn quá bác. Dạ. Dạ không, con quay hồi lóc giới thiệu về các món ăn rồi. Ở đây á chú. Ủa, rồi sáng sớm là mình làm chuẩn bị từ mấy giờ chú? Đã 4 giờ thức chị bắt đầu nấu rồi chú ơi. Dạ, nhưng mà ba cái đồ mình chuẩn bị ngày mai nấu á thì mình chuẩn bị chiều mình làm chứ. Chiều là mình làm hả chú? Chiều làm. Dạ. À, cái này là đang làm đồ ăn trong nhà hả chú? Cái này là rau đang chuẩn bị mới bán nè. À, cái đó mới bán hả? Rau này mình trồng hay là bác mua ở đâu? Mua ngoài chợ. Dạ. Đây là bác Năm Mặn. Mình là bác tên là Năm Mặn là thứ năm ở trong nhà hả bác? Thứ năm. À dạ. Không, tại vì con được một cái khán giả giới thiệu về cái quán của mình. Con mới đây vô đây con quay luôn. Dạ. Bán đây cũng lâu rồi chú ơi. Bán dạ. Cũng mười mấy hai chục năm rồi. À dạ. Ở đây mình có mấy loại giá bác hay là bán một loại giá thôi? Một loại giá một à. À, là một tô vậy là nhiêu bác ha? Có 12 ngàn ở chỗ bình dân nông thôn một chút. Dạ dạ, rồi con cảm ơn bác. Để con quay cái tô bún. Đây là bác Năm Mặn. Dạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị. À, quý vị có đi Gạch Giá mà có muốn ăn bún riêu thì cũng có thể ghé bác để mà ăn một tô chỉ có 12 ngàn thôi. À, xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Cái này là Lâm ăn tô cuối cùng rồi. Tới 8 giờ là hết rồi. Dạ, đây là chú nè. Dạ, con cảm ơn chú, con về nghe chú. Cảm ơn chú. Dạ.